Rồi mấy anh em ơi, nãy chính là mình mới đem lên nè, giờ mình múc cái mâm dễ quay. Đó, trời ơi. Để tay luôn nhá. Này bắp bò nha mấy anh em, một cái đỏ, một cái trắng nè. Đó. Đầu gà. Đầu gà chiên vịt. Rồi múc ra thôi. Múc ra để dễ quay một chút mấy anh em. Xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền thật nhiều và hạnh phúc bên gia đình. Bữa nay bà mẹ đi đâu nhỉ? Bà mẹ mới mua bò luộc xả. Nãy giờ là trời đang mưa đó mấy anh em ơi. Mua bò luộc xả ăn trời mưa này là ok luôn á mấy anh em ơi. Này nãy giờ ốp, nãy giờ mình mất làm chuyện mình không có xuống được đồ á, bò luộc xả với đầu gà chiên vịt cái gì chiên gà gì tùm lum hết, luộc chung luôn đó. Xả nha, ốp thì cách ốp thì tùy theo anh em. Này ốp rồi, gừng tỏi, xả, bột ngọt, đường, nước mắm, nó có nhiều thôi, bột nêm. Thì ai muốn ốp cách sao cho vừa ăn thì mấy anh em cứ việc ốp theo cách của mình. Còn mình thì mình bà mẹ mới ốp nãy giờ, thì bà mẹ thường thường thì có ốp tiêu nữa nha, có tiêu nữa. Mẹ thường thường ốp gừng, tỏi, xả, nước mắm, củ hành tím, súp cà no, bột ngọt, chút xíu đường đó. Rồi mẹ ốp, thường thường mà mẹ mình thì ốp gì đó mấy anh em ơi. Bên đây thì mình cũng phải ăn đầu gà, chân gà đồ dữ lắm. Còn một hồi có gì mình quay mình lấy cho mấy anh em xem nha. Rồi mới bắt cái nồi nước, còn mẹ mới bắt cái nồi nước lên. Để sôi thì sôi, mình để nó vô nghe mấy anh em. Sôi được lên cái mình bỏ vô nước sôi rồi mấy anh em ơi, mình vừa đổ bò vô sôi buộc luôn. Bò này hầm chắc cũng cỡ nửa tiếng quá. Củ cải đỏ, củ cải trắng, sắc bỏ vô luôn. Đỏ quá. Sắc mình bỏ vô. Bây giờ mình bỏ đầu gà với chân gà, con vịt thì vô luôn nha mấy nè. Nãy giờ mình bỏ bò cũng hơi lâu rồi, giờ mình để đầu gà với chân gà chân vịt vô. Mình nên ăn mà phải nấu gì nè, chị nói không có đầu gà chân vịt nêm miếng nước chút nêm sau này, chưa có nêm nha mấy này. Mấy cái nước ớt cũng vừa, mình ăn cũng lạc. Trời đang mưa dữ lắm anh em ơi. Tiệm quán cơm Hằng ở dưới bán xe cũng đông, mưa mưa chứ người ta cũng lại ăn. Này cái dàn cây của bà mẹ trồng, cây gì quên rồi,
cái gì mà ăn chua chua nè, cây chỉ ho nè. Mình ưa quên tên mấy cây lắm, cái này mà biết mà quên tên, tên lụm cây chứ. Đó, bông hồng cũng vậy đó, đang lên đúp búp đó. Cây này bông gì không biết nữa, cây này gì, cây xanh gì đó, nó cây ớt, nó cây gì mình cũng quên tên hết trơn luôn rồi. Trong một mớ cây mình đang bắt trồng cái gì ta, lan có nữa kìa, lan chết luôn cái gì, cây này cái gì mình quên luôn rồi ta. Rồi cây này cái bông gì ta, cái bông sữa đổ quá ta, cái bông này giống bông sữa đổ quá, phải không? Phải đâu. Ồ, trồng mấy cây trên đầu có chút xíu mà trồng từ lứa chứ. Alo. Cho con em luôn. Trời mưa cũng bán ầm ầm luôn. Cá mòm hả? Rồi ok. Cá mòm cho bằng quanh xôi chín nè, bây giờ cũng lâu rồi, gần nửa tiếng rồi. Có lấy hành rồi nè, món bà mẹ bà nấu đó. Hành hả? Có lấy cái hành này nè, mềm rồi. Quên bún ăn gì, ăn này hả? Rồi mấy anh em ơi, nãy chín rồi mình mới đem lên nè, giờ mình múc cái mâm dễ quay đó. Trời ơi, tới tay luôn nhá. Bò nè này, bắp bò nha mấy anh em, củ cải đỏ, củ cải trắng nè đó, đầu gà nè, đầu gà chiên vịt. Rồi múc ra thôi, múc ra để dễ quay một chút mấy anh em. Đó, bò nè, chiên gà rồi nè, trắng cải đỏ rồi nè, đầu gà rồi nè. Đó, từ lưa hết, luộc xả mình ăn lạc lắm nha, canh thì mình ăn hơi lạc chứ không có cho mặn, cho nên mình làm mình không có nêm nếm gì nữa, chỉ nêm nếm vô đồ ăn cái nó tan cái nước là cũng vừa. Cải trắng, cải đỏ, gà, vịt, nước cái hết. Đây cho một miếng nước khô. Đó, tới tay luôn không? Đây, thế là xong nha. Cho gướng một miếng hành lên luôn, củ hành vô nước rồi. Củ hành, hành lá với có tỏi sấy nữa nghe mình nè. Đó, tới tay không? Còn gì mà bạn không? Quá thèm luôn mấy anh em ơi, đói quá đói luôn mấy anh em ơi. Rồi, thôi mình dựng camera mình ăn nha. Đói quá rồi mấy anh em ơi. Để mình vô đây. Có miếng nước hay gì ăn không? Rồi, mời mấy anh em ăn chút cơm nha, tối rồi. Mẹ bán cơm chưa không biết nè. Rồi, mời mấy anh em chút bò nha. Chỉnh nước mắm nè, chỉnh mắm ớt tới tay mấy anh em.
quá. Nó mềm. Mềm quá. Quá là chặt. À. Ngon quá. Lắm này các bắp tờ, bắp tờ của gì nó bò tờ. Phải gì đúng không? Mềm. Chờ miếng tỏi miếng ớt đi. Tỏi ăn ớt rồi sẽ lỡ ngán. Miếng mắm. Có ngon rồi. Mà mấy em nè. Trời mưa nè, trời ăn mưa lắm nè. Trời mưa nè, tháng này là hết rồi. Bò già ngầm xả cái cải trắng, cải đỏ. À, đã quá. Xoay gì đâu quá. Ngon quá mọi người. Biết răng này miệng nữa ăn thử. Mời mấy em nha. Còn hơi dai thôi. Nhưng mà ăn dĩa ngon ha. Nó không nói nổi dai quá. Cắn này nó vừa đít. Nó vừa đứt như cắn vỏ xe vậy. Không, cũng mềm mà, vừa ẩn nè. Vừa ăn không? Em thấy bò này luộc hầm măng cũng ngon lắm anh em. Để măng 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 tươi á. Măng tươi đỡ luộc hầm thơm. Cái hầm trong cái hành ngò rồi cắt để lên ha. Theo mình thấy chắc cũng ngon. Tại mình chưa thấy bắp bò hầm măng lần nãy vậy. Mình chưa ăn chứ lộn. Chúng mày chưa thắng. Mà mình thấy ít có ai lấy bắp bò hầm măng lắm. Mời mấy anh em quên. Ngon lắm. Mua nhầm cái mắt, cái bắp này nó mềm quá. Bắp bò tơ. Thường người ta lấy
măng thì tôi lấy ra hàm măng với xương này kia nọ. Và mình nói thịt thì cũng ngon, thịt hàm măng rất ngon. À, đã quá. Sử dụng miếng cơm cái này. Bò nữa nha. À, đã quá.
cái ngon cái đợi tới. Gà nó xung như con gà không được rồi. Nò quá mai nè. Thôi mình xin dừng video tại đây nha mấy nè. Chúc mấy anh em kiếm tiền thật nhiều nha và vui vẻ nha. Em nhớ xem kênh mình, nhớ ủng hộ mình và đăng ký kênh của mình giùm mấy anh em. Bye bye mấy anh em nha.